Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, văn hóa tâm linh trước nay vẫn luôn là một nét đẹp độc đáo của người Việt. Việc dâng nén hương lên ông bà tổ tiên vào những dịp dỗ Tết cũng dần đi vào tiềm thức của người Việt mình như một nghi thức bắt buộc. Việc thắp hương là hành động kết nối giữa cõi âm và cõi dương, giữa cái hữu hình với cái vô hình. Nhiều gia chủ thắc mắc rằng có được thắp hương buổi tối hay không? Thắp hương vào thời điểm nào là tốt nhất? Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong video ngày hôm nay. Quý vị hãy đừng bỏ lỡ. Thắp hương trên bàn thờ mang ý nghĩa như thế nào? Vào những ngày như ngày rằm, mùng 1 hay các ngày lễ Tết, mỗi gia đình đều sẽ thường tiến hành thắp hương để cúng ông bà tổ tiên. Thời điểm nén nhang được thắp lên cũng chính là thời điểm mà sợi dây tâm linh liên kết giữa hai thế giới âm dương được kết nối sâu sắc nhất. Việc thắp hương không những chỉ là để thể hiện lòng thành kính, lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên, những người đã khuất, mà thắp hương còn là sự thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, một trong những đạo lý tốt đẹp của người Việt. Ngoài ra, theo quan niệm của ông bà ta từ xưa, việc thắp hương lên bàn thờ gia tiên cũng chính là đang dẫn đường cho ông bà tổ tiên tìm đường về nhà. Mùi hương của nhang khi đốt sẽ dẫn dắt ông bà tổ tiên về đúng nhà để nhận sự kính trọng báo hiếu của con cháu. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, việc thắp hương không còn chỉ diễn ra vào những ngày giỗ chạp hay lễ Tết, mà kể cả vào những ngày bình thường, thắp hương cũng dần trở thành thói quen hàng ngày của rất nhiều gia đình. Việc thắp hương khiến cho không gian của ngôi nhà trở nên ấm áp và yên bình và thanh tịnh hơn. Tâm hồn và tinh thần của gia chủ cũng an lạc và tĩnh tâm hơn. Theo phong thủy, thắp hương hàng ngày có thể đẩy lùi các loại âm khí để thu hút dương khí vào nhà. Nó mang lại bình an, may mắn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Gia chủ liệu có nên thắp hương tối không? Thắp hương là việc làm vừa mang tính linh thiêng, vừa mang tính trang nghiêm. Vì vậy mà không ít gia chủ vẫn luôn thắc mắc, không biết liệu có nên thắp hương tối không? Hay thắp hương tối có phạm phải điều kiêng kỵ gì không? Buổi tối thường là thời gian nghỉ ngơi của con người sau một ngày dài làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Đây cũng là thời gian mà mọi người tĩnh tâm, thả lòng để thư giãn. Nhiều người cho rằng thắp hương buổi tối sẽ giúp con người càng thư giãn hơn. Tuy nhiên, thực ra không phải vậy. Việc thắp hương buổi tối là việc làm hoàn toàn không nên, và nó sẽ gây ảnh hưởng đến thời gian thư giãn. Không những thế, đây còn là thời điểm mà các vong linh lang thang oan khuất sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều. Vào thời điểm này, nếu gia chủ thắp nhang khấn vái mời vong linh không đúng, sẽ là cơ hội khiến cho ma quỷ vong linh xâm nhập vào gia đình để quấy phá và gây rối loạn trong nhà. Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi có nên thắp hương tối không, đó chính là không. Cho dù là xét về mặt tâm linh hay sức khỏe, thì gia chủ cũng nên hạn chế thắp hương vào buổi tối. Đồng thời, khi thắp hương, gia chủ cũng nên lưu ý sử dụng các mẫu hương sạch, có mùi thơm thuần mộc, dễ chịu và giúp thư giãn đầu óc. Đồng thời, khi thắp hương, bên cạnh soạn sửa đồ thờ cúng, gia chủ cũng nên lưu ý nên lựa chọn và sử dụng những loại hương sạch, có mùi thơm thuần mộc, dễ chịu và có tính thư giãn đầu óc. Tránh sử dụng các loại hương kém chất lượng với mùi thơm khó chịu, gây hại cho sức khỏe của con người. Nên thắp hương vào lúc nào, giờ nào trong ngày tốt nhất? thắp hương cho tổ tiên hay cho những người đã khuất trong gia đình đã là truyền thống được truyền từ nhiều đời. Đa số các gia đình Việt Nam đều duy trì thói quen thắp hương vào những ngày lễ Tết, ngày giỗ, mùng 1 hoặc vào những ngày quan trọng. Một số gia đình lại xem việc thắp hương là việc hàng ngày. Vì vậy mà bên cạnh thắc mắc không biết liệu có nên thắp hương tối không, nhiều người có chung thắc mắc đó là thắp hương vào giờ nào tốt nhất. Theo phong thủy, thời gian tốt nhất trong ngày để thực hiện việc thắp hương cho ông bà tổ tiên là vào buổi sáng sớm, trong khoảng từ 6 giờ đến 10 giờ sáng. Đây là thời điểm khởi đầu cho một ngày mới. Khi thắp lên nén hương trong khung giờ này sẽ tạo nên bầu không khí ấm cúng, yên bình và vô cùng thư giãn, thoải mái. Từ đó sẽ giúp các thành viên trong gia đình có được những niềm tin, hy vọng và năng lượng dồi dào hơn, tràn đầy sức sống hơn và hướng đến những điều lạc quan, tốt đẹp cho một ngày dài. Còn nếu gia chủ chọn thời điểm thắp hương vào buổi tối thì nên cố gắng sắp xếp thời gian hành lễ trước 7 giờ tối để tránh đả động đến các vong hồn lang thang. Quý vị thân mến, khói nhang trong tâm linh người Việt là một điều quan trọng. Thắp hương đúng cách sẽ mang đến bình an, may mắn cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Vậy ngoài thời điểm thích hợp để thắp nhang thì có những lưu ý gì mà gia chủ phải ghi nhớ? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiếp tục chia sẻ trong phần tiếp theo của video. Xin mời quý vị theo dõi. Nên thắp mấy nén nhang là đủ. Thực tế cho thấy người Việt Nam ta khi thắp nhang thường chọn số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 cho số nén hương dâng lên, hoặc có thể người ta cũng đốt cả nắm hương chứ không chọn các số chẵn 2, 4, 6, 8. Theo lý giải của nhà Phật, số lẻ mang nhiều ý nghĩa. Số lẻ là số âm và số chẵn là số dương. Số lẻ là âm nên nó phù hợp hơn với tổ tiên, người dương thắp cho người âm. Lý giải việc người Việt Nam thường thắp 3 nén hương, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Lê Quang Khang giải thích: 3 nén nhang thể hiện ý nghĩa là tâm nhang, lòng thành, giới nhang theo lời răn dạy của Phật Thánh Tổ Đường, và định nhang tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Ngoài ra còn có nhiều quan niệm khác nhau về các con số nén hương. Số 1 thể hiện lòng thành. Số 2 khi viếng linh cữu người chết và trong thời gian để tang, người ta thường thắp 2 nén hương. Còn số 3 thì có nhiều quan niệm khác nhau hơn. Đó có thể là tam bảo Phật Pháp Tăng, tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tam thời, quá khứ, hiện tại, tương lai, tam vô lậu học, giới định tuệ của nhà Phật. Điều này lý giải vì sao ở sân chùa thường có 3 đỉnh hương to. Con số 5 là 5 phương trời đất, 5 hướng thần linh. Theo phong thủy thì là ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Số 7 và số 9 được tượng trưng cho vía của con người. Khi người ta muốn xin ơn cho cá nhân, nam thất, nữ cửu. Vì thế, chúng ta đi đền chùa chỉ cần thắp 1 nén hương là đủ. 1 nén hương gọi là tâm hương. Thắp hương có phải mở cửa không? Khi thắp hương ông bà tổ tiên, gia chủ cần mở rộng cánh cửa chính của ngôi nhà. Một mặt tạo không gian thoáng mát trong khu vực thờ cúng, một mặt để chào đón ông bà vào nhà, đồng thời rước vận may tài lộc. Bên cạnh việc mở rộng cửa trong nhà, bạn cần thắp sáng không gian phòng thờ. Ánh sáng của bóng đèn giúp soi đường dẫn lối cho gia chủ vươn tới điều tốt lành trong cuộc sống. Đặc biệt khi thắp hương gia tiên, gia chủ cần ăn mặc chỉn chu trong thời gian hương tàn, tránh nói chuyện ồn ào hay la tiếng lớn. Thay vào đó, bạn có thể ngồi thiền hoặc niệm Phật cầu bình an, may mắn cho gia đình. Vốn khói hương khá ngợp, nếu đóng kín các cửa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người hít thở. Đặc biệt, tàn khói của hương có thể làm cháy nhà khi đóng chặt cửa. Với không gian phòng thờ nhỏ hẹp, gia chủ không nên thắp một lần quá nhiều hương. Quan trọng vẫn là lòng thành mà gia chủ bày tỏ với tổ tiên, người đã khuất. Khi thắp hương nên chú ý không bao giờ được dùng nhang giả, nhang điện hoặc nhang tẩm hóa chất độc hại cắm vào lư hương, tránh gây hại sức khỏe cho mọi người. Lưu ý khi thắp hương khấn vái. Nếu không muốn xui tận mạng thì khi thắp hương bạn nên có những lời cầu khấn thành tâm. Đặc biệt khi thắp hương ở chùa, miếu để cầu nguyện cho người thân đã mất, bạn nên nêu rõ tên của người đó ra để họ có thể hưởng được những điều tốt mà bạn cầu nguyện cho họ. Một điều nữa chúng ta cần phải ghi nhớ đó là khi thắp hương đúng cách, không chỉ thắp hương bằng tấm lòng thành kính mà còn phải tập trung, không được có thái độ lơ là. Khi cắm hương phải cắm từng nén một bằng hai tay vào bát hương. Quý vị thân mến, thắp hương bàn thờ gia tiên là cách để con cháu thể hiện lòng thành kính với tổ tiên cội nguồn nhằm đem lại sự bình an, may mắn và hạnh phúc cho gia đạo. Do đó quý vị cần thực hiện đúng cách để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.